Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Kiếm đồ cái đã nào các bạn ơi. Ui. Em ơi, sắp chết rồi em ơi. Có một đứa ngay trong này này. Nó chuẩn bị giết anh rồi em ạ. Ui. Em đi qua đấy kịp không? Ok, anh vừa hạ nó luôn thằng này. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Xanh mộ của nhà em. Sao xem. Chờ anh xíu em. Anh ơi. Đây em ơi. Anh lên này. Trên đây có đứa nào vậy em? Ui, anh đây, chờ anh xíu. Ui, mong là nó không giết em. Trong nhà tầng 1 hả em ơi? Tầng 1 hả em ơi? Ok, nó đâu? Nhà kia. Thế đây anh cứu này. Đây, em chạy đi. Không có máu anh ạ. Đây, anh vứt chai thử máu này. Đấy, bơm máu đi em. Anh giết cho nó cho. Ui, bơm máu đi em ơi. Bơm máu đi, anh giết cho nó cho. Em cứ bơm máu đi em ơi. Cứ bơm máu đi em ơi. Đây này, em bắn cho nó cho. Không phải lo. Ui, một đứa cái mạng của anh rồi. Có đứa ở trên tầng kia mà anh. Ừ, ok, đây. Em biết rồi. Đi bây giờ anh em lên. Tầng 2 thì phải em ạ. Gian này được không nhỉ? Nó chết tầng 3 em ơi. Không phải tầng 2 đâu. Ở đây tầng 2 em ạ. Mày chết với anh rồi nha. KS mạng của anh này. Phanh ơi. Anh đang tầng 2 này em. Ok. Đây trên đây em. Nhưng mà sao không chịu đi ngủ sớm đi. Hay là hết trận này đi ngủ nhá. Nghe chưa? Đây em vứt bắt đầu chỗ này, anh có giáp 3 này, giáp 3, ba lô 2 này, lấy đồ gì anh vứt cho. Đâu? Đây, giáp 3 chỗ này, ba lô thì từ từ anh vứt đồ, xong anh vứt ba lô cho. Được chưa, đây, ba lô 2 này, được chưa? À, ba lô 2 có rồi. Có sao? Anh tưởng chưa có. Đây các bạn ơi, nào chúng ta hãy cùng đi săn mạo nào nha em. Lên trên cái nhỉ. Ngay đây thì Kẹo đang trải nghiệm cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục thỏ bông nha anh em. Để đấy. Và các bạn là hơi tiếc tiền xíu bởi vì là sáng là tốn 1200 kim cương để mở đấy. Nếu mà Kẹo mà dích một xíu thì chắc là Kẹo sẽ mở thêm kim cương để lấy luôn bộ nam, nhưng mà đang nghèo lắm anh em ạ. Nên là không có tiền mở bộ nam đâu. Mở tạm một bộ là được rồi nha em ơi. Đây qua đây. Hello mọi người. Làm sao mà anh không add tính năng của Paloma vào hả? Bởi vì là anh không thích cơ em ơi. Anh lại add tính năng của Andrew với lại ở đây sẽ là tính năng của Migo cho nó trâu chó anh em ạ. Paloma thì có tính năng đó là mang thêm đạn súng trường vào. Nó cũng không hay lắm. Ở đây có một đọc sai em ơi, để anh đồ coi. Mình sẽ lấy khẩu súng Ska này và lượm thêm được một quả trứng đỏ nữa. Đâu em? Người này có thằng tím tím này. Có người á? Chỗ nào vậy em? Tầng 2 à? Không, tầng 1 đây này. Tầng 1 á? Tầng 1 không thấy em ơi. Đây nhà này cơ mà. Đây anh qua ngay. Nhà nào? Ui mày chạy à? Thằng này nó sợ chết em ơi. Nó chạy cơ. Đâu nó chạy đâu rồi? Ui sao tảng đá. Ui đậu xanh. Mày làm gì vậy? Nó định bắn cả anh lẫn em cơ thằng này. Láo thật. Xem. Có một cái giá 3 đấy. Hãy rút nhá. Ok, và mình sẽ cần lượm thêm đại tử liên cái đá các bạn ơi. Tầm này là ổn rồi. Đây em đi thôi em. Thằng nữa sao anh ạ? Dì em, chỗ nào vậy? Anh lại chẳng thấy răng nào cơ. Chỗ này á? Wow. Đâu vậy em, anh chưa thấy. Bên này hả, đến coi, em tìm coi. Xem là có thằng nào hay không. Không có em ơi. Chắc là nhìn nhầm ấy. Ở đây có một cái nướng giáp này, em chạy qua ăn đi. Anh canh cho. Hello các bạn, đây, kéo đây. Ui. Nhiều team VCH tên toàn team. Các bạn đã đặt mấy cái in game nó lại hay quá cơ đây.
Lên xe anh chở này, từ từ qua lút thêm 10 tí máu đã, bởi vì là anh cũng chưa có máu nữa mà. Bên trên đó là một cái trứng lam nha, trứng lam anh em là có thể là lượm khắp trên bản đồ. Nó như là lượm vật phẩm bình thường thôi. Trứng để làm gì vậy? Trứng để em đổi đồ thôi. Để đổi sự kiện ấy. Mình nghĩ là tích lũy trứng chắc cũng hơi lâu. Thì các bạn sẽ có được những cái món đồ nó khá giá trị. Từ từ đây. Coi phía này coi anh em. Rồi nha, cảm ơn 1126 bạn đang xem live nhá. Ui. Đấy đấy. Vì là anh mải đảo comment của các bạn đây là chơi game nhiều khi anh đâu để ý đâu. Anh chỉ để ý lúc bắn nhau thôi, để đọc comment của nhau đấy mà. Lút thêm máu á, đây đây. Đây anh chở em đi lút thêm máu. Thế mình lên trên cái đầu nha em. Lên trên cái đồng luôn anh em ạ. Hello mọi người đây. Một kẹo sẽ lên phía trên, chúng ta đang ở trong UAV. Ui. Một team thủ nhà em ơi. Một team thủ nhà ngay đây này. Nó thủ trên nhà. Đây này em ơi. Để xuống nhá. Em ơi. Thôi thôi em ơi, đừng vào, đừng vào Phương Anh ơi. Đừng vào em, qua đây em. Mình lên, mình cướp xe của nó thôi mà. Để đây. qua đây, anh chở. Bye bye. Mất xe nhà mấy cưng. Cấp xe cho vui thôi nha mày. Còn kệ chúng nó, đơn giản là vì kẹo không có lựu nên là chưa một công vội. Chúng ta sẽ chạy qua phía này coi để loot tính cái đá anh em ơi. Thế này chắc chưa có ai đâu. Có một cái giáp 4 em ơi. Giáp chúng nổ này em có chưa? Có rồi. Có ra? Ok ok anh xin. Với lại kẹo vừa trang bị thêm nòng giảm thanh nữa các bạn ạ. Đây. Tự nhiên có xe ngon chạy. Em ơi, đã lúc thêm máu hả? Đây lên xe anh chở này. Đây anh vứt cho một tí máu này em ơi. Anh có mỗi túi thôi. Đem đi em. Để máu đi em ơi. Sao lên xe anh chở đi. Rồi chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào các bạn ơi. Ơ, có 2 thính rồi. 2 thính hả? Đây đây. Lại có thêm một thính nữa anh em ạ, từ từ. Ơ. Đây đây em ơi, thằng này đang ở đây này. Long com em ạ. Ui. Gì vậy? Trời ơi, nó long com kiểu là đang gặt lúa vậy em ạ. Đây là cỏ mà đâu phải lúa đâu. Ba la ba đi em. Lấy ba la ba đi em. Đấy anh lấy cái xe ra cho em dễ lút đồ này. Được cho em. Em có 2 tí máu em lấy đi. 2 tí máu, em lấy đi. Em lấy em có rồi. Ok ok. Đây, từ từ anh loot thêm ít đại tử liên đã. Hết rồi anh em ạ. Phải anh lên xe chở này. Em ơi. Anh chở xuống thì dưới mà lượm này. Anh em á, ok ok. Và anh em có thể thấy là trong cái ván đấu này còn lại có 8 người chơi nữa mà thôi. Lại sắp top 1 rồi các bạn ơi, kiếm trận top 1 nào. Coffee đang coi để loot thính cái đã, để đấy. Thính đây rồi anh em ơi. Đây anh xuống xem là có gì đây. 1219 ở đâu? Đây là khẩu ở đây đi em. Anh nhầm. Bây giờ thì mình sẽ quay lại căn nhà lúc nãy nha các bạn. Bởi vì là kẹo đã có được lựu đạn. Không biết là chúng nó còn ở đây không. Chắc là chúng nó đã chạy rồi anh em ạ. Một bọn này nó thủ nhà này thì anh nghĩ là vẫn còn đấy. Anh câu thử liệu lên coi, em ơi đừng lên vội. Ui em ơi, ngay phía sau mời. Nó ngay phía sau mời, anh còn máu cái đã. Ui em ơi, đừng chạy phía đấy, đứng đây, 165 này. 728 em ạ. Nó sấy nổ xe của mình rồi. Chỗ nào đấy nhỉ em? À đang chạy em ơi, 150 đang chạy này. Đang chạy này mày, 150 này. Ui mày chạy à? Mày dụng thằng băng à? Đây mình lên xe, đây, lên xe anh chở Phương Anh ơi, đừng bắn nó, boss sắp thu rồi em ơi. Lên xe anh chở đây, mình chạy theo hướng ngược lại. Xe nó làm gì mình? Ui ui, bơm máu đi em ơi, đây. Anh chạy lách nhau ra là ok bởi vì là mình đang chuẩn bị chạy bo mà, bắn nó mình bất lợi. Thế là hiện tại cậu đã hết máu, bây giờ chỉ còn là chờ FP nó cộng vào. Đã phun máu rồi nha anh em.
Đây đây, mình sẽ chạy đường dưới anh em ạ. Căng quá nhỉ, cho nó đi chơi mình cơ. Nên là kẹo chỉ có phía này, đấy đấy. Bên dưới cũng có thính nha anh em. Kệ trên đồi luôn. Cái này mình không quan tâm. Vào chỗ này và chúng ta sẽ loot thêm từ thôi anh em ơi. Thêm mình xuống mấy cái nhà phía dưới nha em. Bởi vì là anh hết tụi thương rồi đây. Xuống tạm khu dưới này đi. Vừa lượm được thêm một tí máu anh em ạ. Có thêm được đạn này. Có phía này coi xem là chúng ta sẽ có gì. Có chảo xem ông này ngon. Em có mấy túi máu giúp anh ơi? Em có 3 túi. 3 túi ở đây. Bây giờ thì anh cũng có 3 túi nhé. Vâng, và các bạn có thể thấy được rằng là trong cái vài đấu này còn lại là bao nhiêu đây? 7 người chơi nữa. Sắp tới 1 rồi nha mọi đây. Nhà này hình như là cũng có túi máu này. Anh thấy le lói đâu đó không phải. À đây. Thêm túi máu này các bạn ơi. Thêm một túi máu nữa này. Ok ok. Thế là anh có một túi máu rồi. Phía này có gì không nhỉ các bạn ơi? Chúng ta sẽ lượm thêm được đạn súng tiểu liên nha. Đơn giản là hiện tại thì kẹo hơi nghèo, chỉ có được đó là cái ba lô 2. Đi em ơi. Bây giờ mình chạy bộ cho an toàn em ạ. Chạy xe. Đâu anh em? Chỗ nào chỗ nào vậy? Nhà nào em ơi? Xuống 240 nó đang. 240 hả? Nó chạy trong nhà rồi. Nó chạy chỗ nào đấy? Trong nhà đấy. Nhà có thùng thùng xăng á? Phải không, phải không em ơi? Ok ok, đây, để anh coi. Quét qua UAV thế liền. Ủa, nó chạy sang bên kia rồi. Hai đứa. Em ơi, bây giờ chạy qua cẩn thận không nó bắn mình đấy. Ui ui, để đấy. Ui, nó bắn anh này. Anh dựng bom keo cái đã. Rồi. Nó bắn mình tốn máu thật em ạ. Ui ui, em ơi. Anh dựng thêm quả nữa này. Phanh, đứng gọn ra phía sau. Để coi nào. Đây à? Cửa sổ mây, cửa sổ 165. Cửa sổ 165 này. À, thằng này hay lắm. Bắn máu cho đồng đội à? Ui, cái đậu xanh, nó một rồi mây. Nó này, ok, xong cả hai đứa. Chạy qua nút xa nó em ơi. Đây đây. Nó ngay trên tầng 2 em ạ. Úi dồi ôi. Tính chơi xí kẹo mà dễ hả em ơi. Hôm nay mặc bộ trang phục thỏ bông hành cho hai đứa này sấp mặt anh em ạ. Ôi bọn này nhiều máu lắm em ạ. Ok, mình sẽ cuốn máu cái đã. Bên dưới có xe, kệ nó em ơi, mình đang cuốn máu cái đã mà, đang yếu máu mà. Ok ok. Có xe ở dưới kệ nó nha em ơi. Mình có 3 túi máu à. Mình sẽ vứt bớt đạn từ lên đi. Rút thêm máu này. Ok ok. Ôi đi vơi xuống xe. Từ từ để anh nghe tiếng chân. Nó sang nhà bên cạnh rồi thì phải mơ nhưng mà kệ đi. Bởi vì là bây giờ còn tận 5 đứa nữa cơ. Hơi đông. Nên là mình không chạy con vội mày ở trên này đi em ơi. Còn 4 đứa này. Để anh xem cho nó đâu cái đã. Chắc nó nhà bên kia anh em ạ. Đứng tạm trên này nha các bạn ơi. Để anh ngó xung quanh coi. Phía này không thấy ai. Phía bên này thì kẹo vẫn chưa thấy ai anh em ạ. Phía này cũng vậy luôn. Thằng này có nhiều tay súng vậy. Ngon. Hai team nữa anh em ơi là chúng ta đã có thể là giành lấy top 1 rồi. Từ từ anh chạy qua nhà cái đã. Đi em ơi, đi xem. À, chúng nó đang xảy nhau.
đứng sau hàng rào cho an toàn em ơi. Chuẩn bị cho nó chạy bao vào đây. Ôi uầy. Chạy chỗ này. Nòng súng 3 vào này. Chạy bo đi các bạn ơi. Ôi đây rồi em ơi. Ở ngay hướng 75 nhá. 75 nha em. 75 có người nhá. Ui giời ơi. Ok nó một này. Lên bản điểm số nha. À cẩn thận là trên nhà của mình có người. Chỗ nào em ơi. Từ anh canh thật từ mang người đã. Đây đây anh lên luôn với em này. Em ơi trên nhà có hai đứa đấy em ơi. Cẩn thận em ơi. Ở ngoài em ơi. Mày chạy à. Ok đã xong. Anh vừa giết nó rồi mà. Từ em cứ đứng cho đây đi. Đừng chạy lên tin nhà em. Bây giờ em cứ chuẩn bị chạy ra ngoài bo này. Là ok. À quên chạy vào trong bo chứ. Anh nhầm. Ai lại bảo chạy ra ngoài bo. Em ơi đừng chạy theo chỗ đấy. Phanh ơi đừng chạy theo chỗ đấy em ơi. Chạy theo phía này này em ơi. Bo thuộc ngoài này cơ mà. Không thấy đâu. Quay đâu. Thuộc quay đâu em ơi. Ui. Nhưng giấu tất cả. Bạn gái chơi giỏi thế nhỉ. Ăn mừng nào. Chụp ảnh nhắm mừng nào. Tên tên. Chụp ảnh xong. Eo ơi, anh mặc bộ. Thì anh mặc ngọc bộ hồng để trải nghiệm cho các bạn xem mà. Còn đâu em thì mặc bộ đàn ông. Thì vậy, trong trận này thì kẻo đã có được 8 kill top 1 nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.